Cảm ơn quý vị trở lại với chương trình VATV. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị thưởng thức chương trình du lịch với bác sĩ Nguyễn Thành Long. Thăm viếng Salt Lake City, Utah. Utah là tiểu bang thứ 45 của Hoa Kỳ, nằm giữa Nevada và Colorado. Salt Lake City là thủ phủ và cũng là thành phố lớn nhất của tiểu bang Utah. Kinh tế của Utah dựa vào khai thác khoáng sản và du lịch, đặc biệt là những khu trượt tuyết. Utah cũng là nơi đã tổ chức Thế vận hội mùa đông 2002. Sự có mặt đông đảo của người theo đạo Mormon ở đây là một lịch sử dài, bắt đầu từ khi Joseph Smith Jr., người sáng lập Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, hay còn gọi là đạo Mọc Môn, bị giết hại vào năm 1844 tại Illinois. Brigham Young, một trong những người phụ tá của Smith, đã quyết định đưa người Mọc Môn đến một vùng đất hoang vu mới ở phía Tây để có thể tự do hành đạo. Brigham và những nhóm dân di cư người Mọc Môn đã đến thung lũng Salt Lake thuộc tiểu bang Utah ngày nay vào ngày 24 tháng 7 năm 1847. Trong 22 năm tiếp sau đó, khoảng hơn 70.000 dân cư Mọc Môn đã đến vùng đất này. Họ sinh sống chính là bằng nông nghiệp, các hoạt động thủ công và công nghiệp nhẹ. Chính những di dân đầu tiên này đã tạo nền tảng cho sự phát triển của tiểu bang Utah cả về kinh tế lẫn văn hóa. Một trong những đặc điểm chính của Utah là sự đa dạng về địa hình. Phần lớn quang cảnh miền Nam Utah là các bãi đá sa thạch. Sông Colorado và các phụ lưu của nó khi đi qua những vùng đá sa thạch đã làm xói mòn các lớp đá, tạo ra nhiều dạng địa hình phong phú tại Utah với các vòm, đỉnh, dốc, cầu đá vô cùng đa dạng và độc đáo. Dạng địa hình sa thạch được thấy nhiều nhất và đẹp nhất là ở tại các công viên quốc gia như Axis, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef, Zion. Do có địa hình đặc biệt núi non hùng vĩ, đất đá màu đỏ chói chang, nên vùng này là phim trường cho các phim nổi tiếng, nhất là các phim cowboy như Wild Wild West. Hồ Bonneville có mặt ở vùng này cho tới 16.800 năm về trước. Sau đó, hồ bị khô cạn. Hồ Great Salt Lake của Utah hiện nay là một phần còn lại của hồ Bonneville. Great Salt Lake có diện tích bề mặt là 1.700 dặm vuông, tức là 4.400 cây số vuông. Diện tích này thay đổi tùy theo lúc cạn, lúc sâu. Ba con sông chính cung cấp nước cho hồ này là sông Jordan, sông Weber và sông Bear. Ba con sông này cũng mang đến cho hồ 1.100.000 tấn khoáng sản mỗi năm. Hồ không có lối ra, Endorick. Nước chỉ thoát bằng bốc hơi nên lượng khoáng chất và muối tăng dần. Nước muối ở đây mặn hơn 10 lần độ mặn của nước biển. Có nhiều người hỏi tại sao nước biển mặn. Đây là một câu hỏi rất căn bản. Nước mưa có tính chất axit nhẹ vì có chứa CO2, carbon dioxide. Nước mưa rơi xuống đánh tan đá. Phương pháp này được gọi là weathering và tạo nên những phân tử ion khoáng chất trong nước. Hai phân tử nhiều nhất trong nước biển là sodium và chloride. Sodium và chloride phối hợp lại thành ra muối.
Độ mặn của Great Salt Lake bằng 10 lần độ mặn của nước biển. Muối ở đây có nhiều công dụng như sodium chloride, tức là muối ăn hàng ngày được dùng làm tan nước đá trên đường. Potassium chloride thì được dùng làm phân bón. Magnesium chloride được dùng trong các kỹ nghệ làm magnesium và khí chloride. Vì độ mặn của muối nên cá không sống được. Tuy nhiên, có nhiều loại khác sống được và cũng đem lợi tức cho tiểu bang. Các đảo là nơi bảo toàn thú vật đủ loại, nhất là các loại có nguy cơ diệt chủng. Ở đây có nhiều loại chim, rắn, chó, loài có vú, bison, nai, vân vân. Thiên nhiên thật là ưu đãi vùng đất Utah. Bên cạnh quang cảnh núi đồi hùng vĩ ngoạn mục thì lại có vùng thật trái ngược như Bonneville. Vì là đáy biển được muối lấp đầy nên bằng phẳng đến nỗi người ta đua xe mỗi năm tại đây. Nếu muốn bơi lội thì xuống Great Salt Lake để có một cảm giác lạ lùng là thân thể nổi phêu phêu trên mặt nước. Có nên uống nước biển trong trường hợp quá khát hay không? Câu hỏi này được đặt ra trong rất nhiều trường hợp vì nước biển xanh biếc và sạch trong nên rất hấp dẫn khi đang khát. Nhưng thật ra câu trả lời là không bao giờ. Thận là nơi thải chất độc của cơ thể bằng nước tiểu. Thận không thể làm nước tiểu khi lượng muối lớn hơn 2% mà muối trong biển là 3%. Để có thể thải lượng muối dư thừa do uống nước biển vào thì thận phải lấy nước trong cơ thể để làm loãng muối, sau đó mới thải muối dư ra được. Như vậy người uống nước muối sẽ thấy càng khát hơn và tình trạng còn nguy khốn hơn. Ban tổ chức trại hợp bạn hướng đạo Việt Nam thẳng tiến 11 chân thành cảm tạ Teletron USA đã bảo trợ tài chính cho các chương trình sinh hoạt trại. Teletron USA hiện có chi nhánh tại Eden Center, Virginia, cách đất trại thẳng tiến 11 khoảng 35 phút lái xe. Thông báo đại lễ cúng vía Đức Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc lần thứ 37 sẽ được trang trọng cử hành từ lúc 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 10 tháng 6 năm 2018 tại McLean High School 1633 Davidson Road, McLean, Virginia 22101. Xin vui lòng vào cửa số 9 và số 11 đi thẳng tới cafeteria. Điện thoại liên lạc 703-626-5138, 703-538-2168. Kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị tiếp tục đón xem chương trình Good Morning Washington DC vào sáng mai lúc 9:30 giờ Hoa Thịnh Đốn trên hệ thống đài truyền hình SBTN. Bích Phượng kính chúc quý vị một cuối tuần hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hành kỳ tới.